Mến chào các bạn. Thời gian vùng vụt qua mau, lại một năm nữa chúng ta sắp đón mừng xuân mới khi mà virus COVID trải tròn 3 tuổi. Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt con người khắp thế giới và Việt Nam nói riêng. Không biết các bạn thì sao chứ? Mặc dù vẫn đi làm đều nhưng chuột thấy cuộc sống không bình thường và sức ép của COVID vẫn lặng lẽ trùm phủ khắp nơi. Chúng ta hãy dành vài phút ôn lại diễn tiến của đại dịch COVID-19. Con vi trùng corona, tức coronavirus, được khám phá 3 năm trước, từ tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán bên Tàu. Họ đã cố gắng phong tỏa ngay nhưng không thể ngăn chặn được sự lây nhiễm bành trướng khắp thế giới vào dịp Tết ta năm ấy. Cho đến một tháng sau, tức ngày 30 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Y tế Sức khỏe của Liên Hiệp Quốc mới nhìn nhận và cảnh báo thế giới cần đề phòng. Và phải đợi đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, Liên Hiệp Quốc mới tuyên bố đại dịch và đặt tên là COVID-19 hay là SARS-CoV-2. Chữ cô đến từ chữ coronavirus, V là virus, và chữ D là disease, tức dịch. Và con số 19 nhấn mạnh năm 2019 khi mà con COVID này được khám phá. Gác đi lý thuyết nguồn gốc của đại dịch và câu hỏi có phải đây là âm mưu tiêu diệt thế giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Chúng ta chỉ biết COVID-19 không chừa một ai hay vùng miền nào. Dân số bị nhiễm cao nhất là tại châu Mỹ nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Có 10 quốc gia và đảo quốc chưa bị ảnh hưởng, trong đó có Bắc Hàn, Triều Tiên và quần đảo Samoa. Chúng ta đều biết Triều Tiên cách ly với thế giới nhiều chục năm qua. Còn Samoa là một quần đảo ngoài khơi Thái Bình Dương, cách Tân Tây Lan 3.200 km. Đại dịch đã ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt xã hội. Nhiều nơi phong tỏa cách ly, trường học đóng cửa, kinh tế rơi vào tình trạng suy trầm nghiêm trọng do chuỗi cung cầu bị gián đoạn. Riêng tại Việt Nam, sự phong tỏa cách ly trước đây theo kiểu ngăn sông cấm chợ đã gây khốn đốn cho dân chúng, nhất là thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận, ít nhất 4 tháng trước khi chấp nhận sống chung với dịch. Từ đó, sinh hoạt xã hội và kinh tế dần phục hồi, tuy nhiên vẫn có những hạn chế nói chung và những diễn biến phức tạp. Riêng nơi chuột ở, biến thể Omicron đang bành trướng nhanh chóng. Ai chưa chích đủ 2 mũi vaccine thì phải đi thử âm tính với COVID hàng tuần thì mới được vào làm việc. Ở trong nước, tình trạng của người dân được phản ánh qua rất nhiều những bản nhạc chế. Một trong những bản nhạc ấy là Tết buồn thời COVID, nhạc trế của Nguyễn Xanh từ bài Đón xuân này nhớ xuân xưa với karaoke của Thanh Danh. Tấm hình hôm nay chuột sưu tầm trên mạng là hai bàn tay quờ quạng của một người hốt hoảng bỏ chạy với biểu tượng hai con COVID trong lòng bàn tay. Tấm ảnh bên trái là con đường dẫn đến một cổng làng dưới quê, nơi tác giả bài hát mơ ước một ngày về, và tấm ảnh bên mặt tiêu biểu một khu vực cách ly. Thôi hãy tạm quên đại dịch, phải không các bạn? Trước thềm năm mới, hãy chúc nhau bình an, mạnh khỏe. Bây giờ mời các bạn nghe bản nhạc Tết buồn thời COVID nha. Tết năm này không giống năm xưa, một mùa xuân vắng vẻ tiêu điều, không họ hàng thăm viếng thăm nhau, xuân xa bao niềm nhớ, nhớ ông bà cô bác mẹ cha. Tết năm này không giống năm qua, không vui chơi sắm sửa mua quà, nhà với nhà không cách nhưng xa, vui xuân trong lặng lẽ khi quê nhà phong tỏa ngày đêm. Virus COVID gieo sầu đau khắp chốn, nhân gian biết đâu lường.
phong tỏa cách ly đầy rào dân khắp nơi, tự do này còn đâu. Khắp nơi giờ không dám đi đâu, dịch tràn lan trên khắp địa cầu. Muốn đi về quê để vui xuân, thông thường này thật khó, những cung đường thưa thớt người đi. Các bạn đang nghe bản nhạc chế Tết buồn thời Covid của Nguyễn Xanh, dựa trên bài Đón xuân này nhớ xuân xưa của nhạc sĩ Châu Kỳ Anh Châu. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ bình yên. Tết năm này không giống năm qua, không vui chơi sắm sửa mua quà. Nhà với nhà không cách nhưng xa, vui xuân trong lặng lẽ khi quê nhà phong tỏa ngày đêm. Virus Covid gieo sầu đau khắp chốn, nhân gian biết đâu lường. Phong tỏa cách ly dây rào giăng khắp nơi, tự do nay còn đâu. Khắp nơi giờ không dám đi đâu, dịch tràn lan trên khắp địa cầu. Muốn đi về quê để vui xuân, thông thường này thật khó, những cung đường thưa thớt người đi. Muốn đi về quê để vui xuân, thông thường này thật khó, những cung đường thưa thớt người đi. Tết buồn thời Covid. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.